Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Thiện Tâm Audio, luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Hai lần sống lại. Quận Ngô có viên quan tư Lý Nọ bất ngờ bỗng lăn ra chết. Qua một đêm tỉnh lại, gấp rút gọi người nhà bảo đi mời quan thái thú cùng tất cả các quan đồng liêu và thuộc cấp của mình đến, rồi khấu đầu cúi lạy tất cả mọi người mà nói: "Tôi bị bắt đưa đến âm phủ, hết lời xin tha mạng." Ban đầu họ không đồng ý, nhưng sau lại hỏi tôi: "Ông có thể khuyên 1000 người không ăn thịt trâu được chăng? Ta cho ông kỳ hạn 3 ngày để làm việc đó." Nay tôi may mắn được sống lại, nhưng nếu các vị không vì tôi mà khuyên bảo dân chúng khắp vùng thì việc này không thể nào làm được. Mọi người không tin lời ấy là thật nên chỉ giả vờ hứa suông rồi không ai làm gì cả. Qua hết 3 ngày, quan tư Lý ấy quả thật ngã lăn ra chết. Quan thái thú hết sức kinh hoảng, liền triệu tập tất cả quan viên trong quận cùng nhau phát nguyện giữ giới không ăn thịt trâu, lại cho đặt sổ nơi ngã tư đường, khuyên người dân ghi tên vào đó để phát nguyện không ăn thịt trâu. Khi được đủ số 1000 người, liền cho đốt danh sách ấy. Sau giây lát, quan tư Lý liền sống lại, kể rằng: "Tôi bị người bắt dẫn đến âm phủ. Phán quan vừa nổi giận trách mắng thì có người mặc áo vàng mang sổ đến, nói đây là danh sách những người phát nguyện không ăn thịt trâu." Phán quan xem qua rồi hết sức vui mừng, nói: "Không chỉ cho ông được sống lại, còn tăng thêm tuổi thọ 6 kỷ nữa, 1 kỷ là 12 năm. Quan thái thú cùng những người phát nguyện không ăn thịt trâu đều được phước báo vô lượng." Quan tư Lý ấy về sau sống thọ đến 100 tuổi. Lời bàn. Trong thời gian gần đây, các quan đứng đầu địa phương cũng có ban lệnh cấm giết trâu, nhưng thiếu phương pháp thực hiện. Vì thế, cho dù bản cấm giết trâu treo khắp thị thành, mà những món thịt trâu cũng có khắp mọi nơi. Những người làm nghề mổ trâu chỉ vì tham mối lợi, nếu không cho họ được lợi, tự nhiên họ sẽ bỏ nghề. Nên sai phái nha dịch thay nhau kiểm soát khắp nơi, nếu bắt được kẻ bán thịt trâu thì phạt tiền, dùng tiền đó thưởng cho người bắt được. Số tiền thưởng ấy phải lớn hơn số tiền nhận đút lót riêng tư của bọn mổ trâu. Như vậy thì nha dịch sẽ vui vẻ làm theo lệnh quan mà không nhận đút lót để bao che cho những kẻ vi phạm. Nếu không làm vậy, một khi nha dịch đã nhận của đút lót từ bọn lò mổ, thông đồng bao che cho bọn chúng, thì quan viên địa phương làm sao biết được, làm sao có thể phát hiện được. Cấm giết trâu được tăng tuổi thọ. Trong khoảng niên hiệu Gia Tỉnh, quan bố chánh tỉnh là Hồ Đạt mở yến tiệc chiêu đãi quan khách. Khi ấy, quan thượng thư là Lâm Tuấn đang dự tiệc bỗng thấy choáng váng rồi hôn mê bất tỉnh, lay gọi mãi không dậy. Qua một thời gian rất lâu, tự nhiên tỉnh lại, nói: "Kỳ lạ thay, tôi quả thật bị đưa đến âm phủ. Phán quan chính là ông tổ trong họ của tôi, quan thượng thư Lâm Thông, ngày trước đó. Ông ấy bảo tôi rằng Vua Diêm La hiện nay chính là Phạm Văn Chánh, ta là thuộc hạ của ông ấy. Xưa con làm quan huyện lệnh, không cấm việc giết trâu, bị giảm tuổi thọ đi 12 năm, nên hôm nay mới bắt con đến đây." Tôi liền biện bạch: "Khi con nhận chức huyện lệnh, thật có ban lệnh cấm giết trâu, văn bản vẫn còn đến nay." Ông ấy ngạc nhiên nói: "Liệu có nhầm lẫn không?" Liền lập tức ra lệnh tra xét lại. Trong chốc lát, thổ thần huyện ấy mang bản cấm giết trâu của tôi ban ra ngày trước đến trình. Ông mừng lắm, thay tôi tấu trình lên, liền được trả lại tuổi thọ cho tôi 12 năm, sai người đưa về. Những khách dự tiệc hôm ấy đều kinh sợ, cùng nhau phát lời thề không ăn thịt trâu nữa. Lâm Tuấn,
về sau quả nhiên sống thêm đúng 12 năm. Lời bàn: chỗ mong muốn của người nghèo là được giàu sang, chỗ mong muốn của người giàu sang là được tôn quý, chỗ mong muốn của người tôn quý chỉ duy nhất một điều là được sống lâu. Trong chốn u minh mờ mịt, chỉ riêng một việc giết trâu thôi, trong số những kẻ làm quan đã có biết bao người cấm giết trâu được tăng tuổi thọ, biết bao người vì không cấm giết trâu bị giảm tuổi thọ. Chỉ tiếc là âm phủ, dương gian hai đường cách biệt, nên người đời không thể rõ biết được điều đó mà thôi. Khuyên những người làm việc cửa quan: những người làm việc ở nha môn thường thấy người khác bị gông cùm, buộc trói hoặc bị đánh đập tra khảo, hầu như không có lòng thương xót. Cho nên họ xem việc giữ giới, không giết hại lại càng là viển vông, không thực tế. Vì thế, một khi có việc đi đến chốn, xóm thôn thì bọn họ phóng túng, không chút kiêng dè, thấy gà bắt lấy gà, gặp vịt cướp lấy vịt, thậm chí còn bức bách người dân phải bán cả con cái để có tiền cung phụng miếng ăn cho mình. Được thỏa mãn như vậy rồi lại khoa trương những việc ấy trong hàng ngũ của mình, tự cho là tài giỏi, khiến cho thói hung bạo như thế ngày càng phát triển nhiều hơn. Họ đâu biết rằng đạo trời báo ứng trả vay không sai chạy. Những kẻ hung bạo rồi không khỏi chết vì đau gậy, hoặc bỏ mạng trong lao tù, hoặc gia nghiệp tan tành, con cháu phải nghèo đói xin ăn khắp chốn. Hết thảy báo ứng như thế đều do tâm địa độc ác hung tàn, khiến cho ngay trong đời này phải chịu những ác báo. Vì thế, xin rộng khuyên hết thảy những kẻ có tâm lành đang làm việc trong chốn quan quyền, nên thường xuyên tạo phương tiện giúp đỡ mọi người. Thấy người khốn khổ có việc phải đến cửa quan, nên dùng lời từ hòa an ủi. Gặp kẻ thân cô, thế cô chịu oan khuất, nên vì người ấy mà ra trước công đường bộc bạch an tình. Đến như chuyện ăn uống, nói ra thật vô cùng, có biết bao nhiêu món đều có thể giúp ta ngon miệng no lòng. Nếu giết hại sinh linh vật mạng để khiến cho trời cao phải nổi giận, sao bằng canh rau đạm bạc mà được hưởng phước lành, tăng thêm tuổi thọ, lại có thể giúp con cháu đời sau hưởng phúc hưng thịnh. Người xưa nói, cùng một cánh tay có thể xô ngã người, có thể nâng đỡ người, cùng một miếng ăn có thể giết hại, có thể cứu sống. Người hiểu rõ được lý ấy, có lẽ nào lại không suy xét kỹ. Đồng lõa với kẻ xấu bị âm phủ trách phạt. Vào năm Giáp Thân thuộc niên hiệu Sùng Trinh, Thiệu Thu Phương làm việc ở huyện Long Du. Bấy giờ quan huyện cấm việc giết mổ, bọn đồ tể trong làng sợ nha dịch tuần tra bắt gặp không để yên, liền hối lộ tiền cho Thu Phương để ngăn cản, bao che. Nhờ vậy chúng vẫn có thể tha hồ làm việc giết mổ. Năm Ất Dậu, vào ngày 2 tháng 4, Thu Phương chết đi. Qua 7 ngày bỗng sống lại, tự nói rằng mình đã đi đến âm phủ, nhìn thấy phán quan đang tra xét chuyện giết trâu. Bỗng có con trâu chạy đến cắn, lại thấy tên đồ tể tên Vương Thập Nhất cũng ở đó, có ý muốn đổ tội cho Thu Phương. Khi ấy, dao mổ trâu, chậu huyết bỗng nhiên hiện ra ngay trước mặt Thu Phương, liền cố hết sức kêu oan. Phán quan nói, cho dù ông không tự tay giết trâu, nhưng ngày hôm ấy nếu không có ông bao che, bọn đồ tể ắt phải sợ quan huyện bắt tội, chứ hẳn đã dám giết trâu. Truyền tra xét lại, thấy tuổi thọ Thu Phương chưa dứt, liền cho trả về dương gian, đợi sau khi chết sẽ trị tội. Lời bàn: đối với lệnh cấm giết mổ súc vật, nếu buông thả cho làm thì rất dễ, nhưng nghiêm cấm lại sẽ rất khó. Vì thế, một khi đã tác động khiến người khác buông thả lệnh cấm, ắt xem như tự mình đã phải nhận lấy quả báo mang lông đội sừng. Cho nên, những người có chức phận đang làm việc công phải hết sức thận trọng. Khuyên người phụng dưỡng cha mẹ. Người làm con thực hành hiếu hạnh,
phụng dưỡng cha mẹ cũng có nhiều phương cách khác biệt nhau, có thể phân chia thành thứ bậc. Có thể toàn tâm, toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc hạ, gọi là tiểu hiếu. Có thể toàn tâm, toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc thứ, gọi là trung hiếu. Có thể toàn tâm, toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc thượng, gọi là đại hiếu. Chỉ riêng những ai có thể toàn tâm, toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc tối thượng mới được gọi là bậc đại hiếu trong hàng đại hiếu. Như vậy có nghĩa là thế nào? Phụng dưỡng cha mẹ theo bậc hạ, đó là nói chỉ phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ cơm ăn, áo mặc, miếng ngon vật lạ, không để cha mẹ phải có bất cứ điều chi than phiền. Đó cũng là điều mà người thế gian không dễ làm được, gọi là tiểu hiếu. Phụng dưỡng cha mẹ theo bậc thứ, đó là nói ngoài việc phụng dưỡng đầy đủ cơm ăn, áo mặc, còn quan tâm đến chí hướng của cha mẹ. Những gì cha mẹ yêu thích, mình cũng yêu thích. Những gì cha mẹ kính trọng, mình cũng kính trọng, khiến cho cha mẹ luôn được vui lòng. Như thế gọi là trung hiếu. Phụng dưỡng cha mẹ theo bậc thượng, đó là nói ngoài những việc như trên, còn dẫn dắt, khuyến khích cha mẹ bước vào đường đạo. Thấy cha mẹ làm thiện thì tán thành, thấy cha mẹ làm lỗi thì can ngăn, khiến cho lời nói, việc làm của cha mẹ đều hợp theo chánh đạo. Như thế gọi là đại hiếu. Còn như việc phụng dưỡng cha mẹ theo bậc tối thượng, đó là sau khi đã làm được như trên lại còn tiến thêm một bước nữa, thường luôn nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ lớn lao như trời đất, mà tuổi thọ của cha mẹ ngày một suy giảm. Biết phải dùng phương pháp nào để có thể báo đáp, dùng phương pháp nào để có thể kéo dài thêm tuổi thọ của cha mẹ, dùng phương pháp nào để có thể giúp cha mẹ thoát được ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, dùng phương pháp nào để có thể giúp cha mẹ tiêu trừ hết thảy tội lỗi, nghiệp chướng, dùng phương pháp nào để có thể giúp cha mẹ tu hành tăng tiến, ngộ đạo chứng quả, được dự vào dòng thánh, rốt ráo thành Phật. Thường luôn suy ngẫm những điều ấy thật kỹ lưỡng. Cũng giống như khi tai kiếp binh đao khởi lên, liền cõng cha mẹ đi trốn. Trong lòng phải thường suy ngẫm, ta trốn vào núi sâu, liệu bọn giặc cướp có đến được không? Trốn ra biển rộng, liệu bọn giặc cướp có đến được không? Trốn nơi đồng rộng hoang vu, liệu bọn giặc cướp có đến được không? Suy đi nghĩ lại thật chín chắn như thế, ắt sẽ có thể đưa cha mẹ đến một nơi an ổn mọi bề. Được như vậy gọi là phụng dưỡng cha mẹ theo bậc tối thượng, theo cách không gì hơn được nữa, cũng gọi là phụng dưỡng cha mẹ theo cách siêu việt, ra khỏi hết thảy các pháp thế gian. Như vậy chẳng phải là bậc đại hiếu trong hàng đại hiếu đó sao? Thường suy ngẫm như trên, ắt sẽ thấy rằng nếu giết hại loài vật để nuôi dưỡng cha mẹ, sẽ khiến cho những con vật bị giết ôm lòng oán hận trong nhiều đời. Cha mẹ phải tái sinh nhiều kiếp để đền trả món nợ giết hại. Như thế còn hơn cả việc dùng thịt có độc dâng cha mẹ đỡ đói, dùng rượu có độc để mong cha mẹ hết khát, thật hết sức trái lẽ. Sao có thể sai lầm gọi đó là hiếu? Có người hỏi, kẻ sĩ thành tựu công danh, làm rạng danh dòng họ, sáng đức tổ tiên, có thể xem là hiếu chăng? Đáp rằng, việc thành tựu công danh tất nhiên là nên theo đuổi. Nếu biết dựa vào đó để làm thiện giúp người, ắt sẽ làm cho cha mẹ được vui mừng vinh dự. Nhưng nếu dựa vào đó để làm chuyện xấu ác, chẳng phải đã ngược lại, làm nhục cha mẹ rồi sao? Cha mẹ của Tần Cối, Nghiêm Tung đều có con trai làm quan đến hàng tể tướng đầu triều. Nhưng ví như họ sinh vào đời nay, ắt không khỏi bị người đời căm giận ghét bỏ. Cho nên phải biết rằng, người con hiếu muốn làm cho cha mẹ được vinh dự thì không gì hơn làm thiện tích đức. Việc thành tựu công danh chỉ nên xem là việc thứ yếu. Đền trả nghiệp ác. Huyện Gia Hưng có một bà lão sống nhờ vào đứa con trai
làm nghề bắt cua. Mỗi ngày anh ta đều bắt cua, dùng dây cỏ buộc lại rồi mang đi bán, lấy tiền ấy mua gạo, củi, vân vân, các thứ về nuôi dưỡng mẹ. Một hôm, bà lão có bệnh, bỗng lấy những sợi dây cỏ dài nuốt dần vào bụng. Nuốt hết vào rồi, lại nắm lấy từng sợi, lôi trở ra. Lôi ra hết, lại nuốt trở vào, rồi lại lôi trở ra. Cứ vậy mà làm mãi, khiến cho máu từ trong ruột cứ trào ra ngoài miệng. Bà lão lại nói, tôi nhận sự nuôi dưỡng bằng đồng tiền tạo ra bởi nghiệp ác của con trai, nên nay phải chịu quả báo như thế này. Nếu không như thế này, ngược lại e rằng còn phải chịu thống khổ nhiều hơn. Người đến xem rất đông, trải qua suốt nhiều ngày như vậy, rồi bà lão mới chết. Lời bàn. Thuở xưa, khi Đức Thế Tôn đang ở thành Vương Xá, nhìn thấy một con cá lớn có nhiều đầu, mỗi đầu đều khác biệt nhau, bị mắc vào trong lưới. Đức Thế Tôn thấy vậy, liền nhập tam muội, khởi tâm từ, rồi cất tiếng gọi cá. Cá lập tức lên tiếng đáp. Đức Thế Tôn hỏi nó, mẹ của ngươi hiện giờ ở đâu? Cá đáp, mẹ của con hiện đọa làm con trùng trong hố xí. Đức Phật liền dạy các tỳ kheo rằng, con cá lớn ấy vào thời Đức Phật Ca Diếp vốn là một vị tỳ kheo tinh thông tam tạng kinh điển, do tạo nghiệp ác khẩu nên phải chịu quả báo dị dạng, một thân có nhiều đầu. Người mẹ của tỳ kheo ấy nhận sự nuôi dưỡng của ông ta, do nghiệp duyên ấy nên nay phải làm con trùng trong hố xí. Quán xét việc ấy, ắt phải thấy rằng việc dùng đồng tiền tạo ra bởi nghiệp xấu ác để nuôi dưỡng cha mẹ đã không phải việc người con hiếu nên làm, huống chi lại quen theo thói tục mà giết hại vật mạng dâng lên cha mẹ. Nghiệp đời trước còn lại. Vào đời nhà Thanh, có ông Cố Thuận Chi quê ở huyện Thường Thục, là người ăn chay trường, cư ngụ ở huyện Vô Tích. Ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Tuất, ông nhắm mắt ngủ mê đến 7 ngày sau mới tỉnh lại, kể với người chung quanh rằng, tôi mơ thấy một vị đạo nhân đến hẹn tôi đi nghe kinh. Tôi cùng ông ấy đến một chỗ nọ, thấy ở pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang, pháp đường phía sau giảng kinh Báo Ân. Buổi giảng kết thúc lại nghe có lời dạy rằng, người ăn chay phải kiên trì giữ tâm niệm Phật, người ăn mặn thì cốt yếu là phải giữ giới không giết hại. Làm được như vậy, một là có thể cầu siêu thoát cho cha mẹ nhiều đời, hai là có thể tiêu trừ được tội lỗi nghiệp chướng của bản thân mình. Sau đó giây lát, bỗng nhìn thấy mẹ tôi đang khóc lóc ở trong một cái hồ chứa đầy máu, có những con ốc và giun đất vây quanh đầy khắp thân thể bà. Vị đạo nhân bảo tôi, người mẹ kiếp này của ông đã được siêu thoát rồi. Ông nhìn thấy đó là người mẹ trong kiếp trước. Vì lúc còn sống, bà thích ăn thịt vịt nên bây giờ phải bị các con vật ấy vây kín quanh thân. Ông nên trì chú vãng sinh để cầu cho bà ấy siêu thoát. Sau đó thì tỉnh dậy. Lời bàn. Người đời gọi là hiếu, bất quá chỉ là lo cho cha mẹ trong một đời hiện tại. Người tận hiếu theo pháp Phật thì rộng làm lợi ích cho cha mẹ trong cả nhiều đời, vì thế nên gọi là hiếu hạnh lớn lao. Khuyên những người thương con. Trẻ con làm việc giết hại vật mạng đều do các bậc cha mẹ không ngăn cấm. Chúng giết hại quen rồi thì xem đó chỉ là chuyện bình thường. Ban đầu, đối với những côn trùng nhỏ nhoi như kiến, dế, vân vân mà không có lòng thương xót, ắt tiếp theo sẽ làm đến những việc mổ trâu, giết chó mà không thấy cần gì phải ngăn giữ. Lòng trắc ẩn một khi đã bị đánh mất thì danh thơm tiếng tốt tiêu tan, dòng dõi cháu con dứt tuyệt, hết thảy đều do đó mà ra. Cho nên biết rằng từ thuở còn thơ ấu, nếu rèn theo việc thiện, ắt sẽ nên người thiện; tập theo việc ác, ắt phải thành người ác. Không thể buông lỏng dù chỉ một ngày không lưu tâm dạy dỗ. Xin có lời rộng khuyên hết thảy những bậc phụ huynh,
sinh linh vật mạng dù nhỏ nhoi cũng nên cứu vớt, con em trong nhà dù còn thơ ấu cũng phải lo răng dậy ngăn ngừa. Làm sao cho những chỗ thấy, nghe của con em mình hết thảy đều là hiền thiện, dù là kẻ đã trở thành bất nhân cũng nên dạy dỗ cảm hóa, huống chi trẻ con vốn đều mang bản chất hiền thiện. Nếu không như vậy, thuở ấu thời không lo dạy dỗ, về sau có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký kênh chúng tôi để xem những chương trình mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.